cái chảo nãy nhỏ quá mình đổi chảo lại bự rồi nè các bạn. Xin chào cả nhà nha, hôm nay mình mua ốc móng tay này mình xào mỗi tối cả nhà ơi. Mời cả nhà cùng xem mình xào mỗi tối nha. Mưa cả nhà ơi, không biết kịp vô làm không nữa. Qua ốc móng tay á, nay mình xào mới tỏi rồi mưa gì thấy rớt hột rồi cả nhà, không biết kịp quay clip không nữa. Chắc đánh nhanh này rút gọn quá cả nhà. Trong thời gian chờ đợi thì cũng chín rồi các bạn ơi, rồi mình múc ra thưởng thức. Chín nữa các bạn, mời tất cả các bạn cùng thưởng thức với mình ha. Nhắc chị đợi chút. Ủa ngon quá, để mình thưởng thức, mình húp thử ha các bạn. Nước nó ngọt ngon quá. Chấm với dưa ớt này các bạn. Quá ngon. Húp miếng nước. Công nhận xào mỡ, xào tỏi với các bạn. Con ốc móng tay này nước rất là ngon luôn. Mấy đứa con mình đang đi học mới về các bạn. Quá ngon. Ôi ơi, nước nó ngon. Ăn bốc gì mới ngon các bạn. Mấy con mình đi học mới về các bạn. Nãy mình nấu ngoài này nè, mưa mình giờ cái giống mình nấu xong rồi mình giờ ở đây mình ăn các bạn ơi. Các bạn thông cảm với mình thấy không? Trời gầm hi hi hi. Rồi mưa tới rồi các bạn ơi. Thôi vậy mình xin kết thúc clip đây ha. Nhìn cái clip sau á mình ra
Hết luôn, trời mưa mình chạy các bạn ơi. Rồi xin chào tất cả các bạn ha. Nhớ mình xin một like và nhấn đăng ký ủng hộ mình ha các bạn. Xin chào.